Nhất kỷ chống nổi, ngày 20 năm tháng tám, chủ đề là mùa đông ở Phú Quốc. Mùa đông ở Phú Quốc là Tết. Tôi thích biển, kêu phan sống biển. Tôi thích du lịch. Tôi đã thì tôi sẽ đi du lịch ở Phú Quốc. Mùa đông ở Phú Quốc hồi chia là tốt nhất, đầu tiên là Tết. Tôi có thể du trường bay, tôi có thể có các sản tôi có thể đi du lịch ồ hòn đảo Bambi ở Phú Quốc, làm việc du lịch ồ có thể nói tiếng Anh, nên tôi có thể có cao chuyện bồi văn tỷ. Tôi thích chỗ cho ca cho đen. Tôi thích cây trái lại chuột dưa. Tôi thích vội Phú Quốc là nổi tiếng về núc và viên hôn kêu năm này là tôi đi du lịch ở Phú Quốc. AI, tôi muốn viết ô Phú Quốc. AI có thể thông tin của Phú Quốc. AI, tôi muốn về về thông tin của Phú Quốc. AI, Phú Quốc là gì? AI, Phú Quốc là gì? Phú Quốc là gì? AI, Phú Quốc là gì? AI, Phú Quốc là ở đâu? AI, Phú Quốc là nổi tiếng về gì? Tôi có cô
Không còn tiền tiền cả là nhà chinh ngài hai mũi tàng tầm mắt dù thua phải là một phục vụ tối tàn tương tùy rồi xuân của mình đòi tích cực phục vụ và một như trình hồ tại từ căn rất thiện là thiên nhiên rồi đem vắn phạm và phóng nhổ tôi đã từ kinh xe thị trích phục vụ thì mà đông đền và cô là xe tài niên như phía thứ cô như từ tôi cô đại từ các sáng tầm và phương rồi đem về đất của hòn đảo các phía tôi tích hòn đảo tâm tình mồ nơi cô về đất vừa đốc tài phà thất và mang đến tâm giác chân tình ngồi lại tôi nhắn là ở đang như ở ngồi ở phố phố có thể nói chuyện ăn như lại sẽ trước rất nhiều rồi những chữ khác nước ngồi tôi cũng rất thích các từ chỗ nên ở đài và tâm tái đặc biệt căn tôi với rừng bên căn đồ tôi cũng thích những cái chế một chèn đau bà tôi nghĩ phúc phúc mang lại cảm giác hỗn sổ và căn cứ với thiên nhiên nướng với sự ô đại tất dân bình và tăng nhỏ tôi muốn về mô bài về phúc phúc có thể là mô bài xe trải nghiệm của mình một chứ chỉ tôi về lịch sử và hôn đạo này tôi thắc mắc Phú Quốc là gì? Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Nằm trong vịnh Tai Lãnh và nói trên bồi ở căn khu tuyệt đẹp. Các bãi biển rằng nước biển trong xanh và những khu rừng nghĩa đồi hồ sâu. Ngôi là Phú Quốc quân nối thành của sản phẩm nước mắm và hô chiếu hô chiếu như rất nhiều các du lịch trong và ngồi nóc Phú Quốc ô đảo Phú Quốc su hình Phú Quốc su hình thiên giản Nam ô phía Nam cụ Việt Nam đào nay nằm trong vinh tài lan dắt cân biển rộ rộ rội với Campuchia ngồi dân phúc phúc nói tên gì à nhồi dân ở phúc nhồi dân ở phúc phúc dư như nói tiếng Việt à, nhưng bị là một đêm chủ định nói tiếng như ngôi hồ đại cung cổ tế chào thép bằng tiếng Anh đặc biệt là dùng các phương pháp lý lịch của du lịch như khách sạn nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ xong